Vì sao anh quay bước bỏ em nơi này? Vì sao bao ngang trái cứ đến như vậy? Là do em đã làm sai nên vô tình đánh mất một mối tình không thể quay lại. Từ sau giây phút ấy chúng ta không gặp, cuộc gọi nhỡ trong mây nhưng không lời hối đáp. Lại đến cạnh anh phút chốc rồi đi.
Trước còn dài sẽ có tất cả những điều anh thiếu cũng chẳng.
chỉ là em. Ngoài kia thế giới bao la ước muốn bay xa, chậm và nhìn là ta lỡ đã ánh mắt nhau thật rồi. Chỉ còn vài giây thôi, hình như em cũng đang dần xa anh người ơi, xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
theo người.